Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo bikini đơn giản cho bé. Mặt trước có trang trí hai họa tiết hình vuông nhỏ. Ở phần lai áo thì mình có làm họa tiết bèo ra. Và mặt sau thì có làm thắt dây để cài điều chỉnh. Ở phần cổ áo cũng có làm hai sợi dây buộc vào cổ. Đây, mẫu áo bikini như thế này. Thì dụng cụ mình gồm len tông kim móc mình sử dụng kim móc 3.0 mm kéo cắt len và kim khâu len bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc cái mẫu áo này thì ở đây mình có móc sẵn một họa tiết trang trí hình vuông như thế này ở mẫu áo này các bạn sẽ móc cho mình hai họa tiết tương tự như vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc họa tiết này đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn móc lên hai mũi móc xích về và móc vào vòng tròn vừa tạo 15 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8

khi móc được 15 mũi kép đơn thì ta nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên này một mũi dời. Từ đây móc lên 4 mũi móc xích. Các bạn nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Ta được 15 mũi kép đơn ở vòng tròn này. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên, chân móc đầu tiên sẽ là chân móc mà mình vừa móc mũi dời á. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Đây, móc vào đây một mũi kép đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc ghế bên của cái vòng tròn phía dưới á. móc vào chân móc ghế bên này cho mình một mũi kép đơn. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Và móc vào chân móc ghế bên của vòng tròn một mũi kép đơn. Như vậy là mình vừa tạo ra được các cái khoảng trống cách nhau là hai mũi móc xích như thế này. Đây. Mỗi khoảng trống sẽ cách nhau hai mũi móc xích. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc kế bên của vòng tròn này một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối vòng, cũng lên hai mũi móc xích và móc vào chân kế bên của vòng tròn một mũi kép đơn. Lên hai mũi móc xích, móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi tạo các cái khoảng trống cho đến cuối vòng thì ở chân móc cuối cùng này ta sẽ móc lên một mũi móc xích. Bốn mũi móc xích đầu tiên mà mình gây nên này các bạn sẽ đếm lên cho mình hai mũi móc và ta đâm kim vào chân móc thứ hai này móc một mũi dời. Lên một mũi móc xích thì ở chân móc cuối cùng ta có móc lên một mũi móc xích khi móc thêm một mũi dời vào cái chân móc bên cạnh này để kết thúc vòng thì nó sẽ tạo ra cái khoảng trống bằng với các cái khoảng trống mà mình vừa tạo ở bên này khoảng trống hai mũi móc xích và hai mũi móc xích ở đây nó sẽ tương đương bằng với một cái thân chân móc một cái thân chân móc tương tự như bên này đây bây giờ ta sẽ tiến hành tạo hình vuông các bạn móc cho mình vào khoảng trống kế bên này móc vào đây hai mũi móc đơn Khi được hai mũi móc đơn ở khoảng trống đầu tiên thì khoảng trống thứ hai các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó móc tiếp vào khoảng trống này một mũi nửa kép và móc một mũi kép đơn vào khoảng trống vừa móc. Khi được ba mũi móc tịnh tiến cao dần lên thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Và móc vào cái khoảng trống kế bên này nè. Cái khoảng trống kế bên này ta sẽ móc ngược lại với cái khoảng trống mà mình vừa móc á, là tức là ta sẽ móc một mũi kép đơn trước sau đó sẽ là một mũi nửa kép và cuối cùng là một mũi móc đơn như vậy là mình đã tạo ra được một cái góc vuông ở đây một cái góc vuông để tạo hình vuông như thế này tiếp tục khoảng trống kế bên này móc hai mũi móc đơn khoảng trống kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn thì cái khoảng trống kế bên này sẽ móc cho mình một cái cụm tương tự như cái cụm ở bên này cũng móc một mũi móc đơn sau đó móc một mũi nửa kép và móc một mũi kép đơn vào cái khoảng trống này móc lên một mũi móc xích thì khoảng trống tiếp theo sẽ làm tương tự như khoảng trống bên này cũng móc cho mình ngược lại một mũi kép đơn sau đó là một mũi nửa kép và cuối cùng là một mũi móc đơn thì như vậy mình cũng tạo ra được một cái góc vuông tương tự như góc vuông mà mình vừa móc nè. Đây. Làm tương tự cho các khoảng trống còn lại, cũng móc cho mình hai khoảng trống liên tiếp sẽ là hai mũi móc đơn nè. Thì khoảng trống kế bên này sẽ là hai mũi móc đơn. Và khoảng trống kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn. Khi được bốn mũi móc đơn vào hai khoảng trống thì móc cho mình một góc vuông như thế này vào hai khoảng trống này cũng móc một mũi móc đơn sau đó là một mũi nửa kép và một mũi kép đơn và cùng một khoảng trống đầu tiên móc lên một mũi móc xích và khoảng trống kế bên sẽ móc ngược lại một mũi kép đơn sau đó là một mũi nửa kép và cuối cùng là một mũi móc đơn thì ta cũng tạo được góc vuông thứ ba như thế này tương tự tiếp tục hai khoảng trống kế tiếp này mỗi khoảng trống ta cũng móc hai mũi móc đơn khoảng trống kế bên cũng móc hai mũi móc đơn hai khoảng trống kế tiếp này ta sẽ móc một góc vuông tương tự như các cái góc vuông mà mình vừa móc cũng móc vào khoảng trống đầu tiên một mũi móc đơn sau đó là một mũi nửa kép và kết thúc là một mũi kép đơn lên một mũi móc xích và khoảng trống kế bên sẽ là một mũi kép đơn sau đó là một mũi nửa kép và cuối cùng là một mũi móc đơn còn một khoảng trống cuối cùng ta sẽ móc hai mũi móc đơn tương tự như khoảng trống ở bên này móc vào đây hai mũi móc đơn như vậy là mình đã hoàn thành được một cái họa tiết trang trí hình vuông như thế này tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của vòng móc này một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len thì ta được hai họa tiết trang trí cho cái phần giữa của áo tiếp theo mình sẽ khâu hai họa tiết trang trí này lại với nhau ta dùng kim khâu xỏ một đoạn len sau đó guốc cho mình một guốc ở đây ở hai họa tiết này thì ta sẽ tiến hành may ở hai cạnh này hai cạnh này có số mũi móc đều nhau nè hai cái cạnh mà nó có cái mũi dời thì các bạn để ở đối diện nhau sau đó ta dùng đoạn len mà mình chưa ra để khâu lại á các bạn sẽ luồn cho mình vào các cái chân móc của cái phần này luồn qua các cái chân móc như thế này để mình giấu đi cái mũi cuối cùng á sau đó luồn kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc bên này đây luồn kim vào chân móc đầu tiên của cái phần góc vuông á các bạn đâm kim lên phía trên sau đó ta sẽ đưa họa tiết còn lại vào song song với cái họa tiết mà mình vừa may đây vào đúng cái chân móc này thì sau đó các bạn đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên của cái họa tiết trang trí này đồng thời đâm kim vào chân móc đầu tiên của họa tiết trang trí kia đây hai cái chân móc song song với nhau các bạn sẽ đâm kim lần lượt cho mình tiếp tục đâm kim vào hai chân móc kế tiếp nè hai chân móc kế tiếp sẽ là hai chân móc nửa kép của hai họa tiết trang trí nha đây đâm kim vào sau đó kéo lên Chân móc kế bên sẽ là chân móc mũi đơn, các bạn cũng đâm kim cho mình lần lượt vào hai chân móc mũi đơn ở hai họa tiết. Đâm kim lần lượt vào chân móc mũi đơn của hai họa tiết. Sau đó kéo lên. Các bạn cứ may tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng. Cũng đâm kim lần lượt vào các cái chân móc song song với nhau, sau đó kéo lên. thì sau khi may hoàn tất hai cái họa tiết này vào với nhau thì tiếp tục đâm kim cho mình ra phía sau mũi móc và ở sợi len thừa này ta tiến hành giấu vào trong mũi móc các bạn đâm kim cho mình vào các cái thân chân móc á đây đâm kim vào thân chân móc như thế này cứ đâm xen kẽ cho mình để cái sợi len này nó được giấu hoàn mỹ hơn tiến hành cắt sợi len thừa bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân ở hai bên ra phía sau lưng thì ta cũng dùng sợi len màu vàng tạo cho mình một vòng tròn móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái phần thân ra phía sau nha các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên ở cái góc vuông bên này đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên thì chân móc đầu tiên sẽ là cái khoảng trống mà mình móc một móc xích á đâm kim vào đây sau đó kéo cái nút mà mình vừa tạo qua khoảng trống móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc của mũi kép đơn ở phía dưới nè móc vào chân móc mũi kép đơn này một mũi kép đơn sau đó chân móc của mũi nửa kép cũng móc một mũi kép đơn và chân móc của mũi móc đơn cũng móc một mũi kép đơn Làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Các bạn cứ móc lần lượt cho mình cho đến cái góc vuông của họa tiết mà mình đang móc á. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. sau khi móc được các cái mũi kép đơn thì chân móc cuối cùng các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống giữa cái góc vuông này nè đây cái khoảng trống mũi móc xích này móc cho mình vào khoảng trống này một mũi kép đơn như vậy là ta đã được cái độ rộng của cái phần thân kéo ra phía sau lưng nè tiếp tục lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở hàng móc tiếp theo này móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ móc tương tự như cái hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc nữa để khi ta kéo cái phần này nè. Khi cái phần này nó có cái độ dài kéo từ mặt trước ra phía sau lưng hở được đến cái phần giữa lưng nha. Cũng móc thêm các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc cho đến khi đạt được cái độ dài nhất định. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc thêm được nhiều hàng móc nữa tương tự như hàng móc mà mình vừa móc thì cái phần thân bên này nó đã có đủ cái độ dài để kéo ra phía sau lưng của bé nè thì ở chân móc này các bạn tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo vào các len Ở cái phần thân bên đối diện các bạn cũng móc tương tự cho mình giống như cái phần thân mà mình vừa móc ở đây. Cũng dùng len vàng tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó đâm kim vào góc vuông đầu tiên sát cái phần thân ở giữa. Đâm kim vào chính giữa cái mũi móc xích này nè, cái khoảng trống này sau đó kéo nút mà mình vừa tạo qua khoảng trống. Móc lên hai mũi móc xích. móc vào chân móc của mũi kép đơn phía dưới một mũi kép đơn chân móc của mũi nửa kép phía trên cũng móc một mũi kép đơn chân móc mũi đơn kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại và khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc như thế này mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc lần lượt cho đến cái góc vuông mà mình gặp tiếp theo. Sau khi móc đến chân móc cuối cùng thì cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi kép đơn. Móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Và từ đây móc lên cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như cái phần thân còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự. Sau khi hoàn tất được phần thân còn lại bằng với cái phần thân mà mình móc ban đầu á, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Như vậy là khi gặp hai cái phần thân lại với nhau nó sẽ chừa ra một cái khoảng hở ở giữa này để ta luôn dây điều chỉnh Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần lai áo cũng như là móc họa tiết vào trang trí cho phần lai áo. Móc cho mình vào chân móc của thân chân móc mà mình vừa móc á. Đây, móc vào chân móc này một mũi móc đơn. Sau đó móc vào chân móc kế bên, là chân móc của cái hàng móc tiếp theo này, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục móc vào chân móc kế tiếp của cái hàng phía dưới hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân bên cạnh của cái hàng tiếp theo cũng hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Thì mình đã viền được phần lai áo nè. Các bạn làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Các bạn cứ làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau khi viền được phần lai áo đến họa tiết hình vuông ở đây, tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống của cái góc vuông này nè móc vào đây một mũi móc đơn sau đó móc vào chân móc của cái mũi kép đơn này một mũi móc đơn chân móc của mũi nửa kép móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại và khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nè giấu vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi gặp cái chân móc mũi dời của cái họa tiết trang trí ở đây, các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc mũi dời này một mũi móc đơn, sau đó móc vào chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc như vậy là mình đã viền được cái họa tiết ở phần lai áo, tiếp tục móc vào cái khoảng trống của cái góc vuông kế bên này móc vào đây một mũi móc đơn. sau đó móc vào chân móc của cái hàng móc kế bên này móc vào chân móc này hai mũi móc đơn cùng chân móc và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến đầu bên này mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc khi viền đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc cuối cùng này một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích kéo và các len Bây giờ ta sẽ tiếp tục viền toàn bộ phần thân áo cũng như là hai phần dây cột và cái phần bèo ở phần lai áo. Ở sợi dây màu vàng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài để mình cột vào cái phần cổ này nè. 1 2 3 4 5 thì ở đây mình đã móc lên được 100 mũi móc xích Và cái chiều dài này nó đã vừa đủ để cột vào cái phần cổ của bé Bây giờ mình sẽ tiến hành nối cái phần này vào trong cái họa tiết hình vuông ở phía trên Các bạn đong kim cho mình vào cái khoảng trống mà mình móc ở cái góc vuông này nè Sau đó kéo nút mà mình vừa tạo qua khoảng trống Móc lên một mũi móc xích Thì mình được một phần dây buộc ở đầu bên này Tiếp tục móc vào chân móc của mũi kép đơn bên cạnh này Móc vào đây một mũi móc đơn Chân móc của mũi nửa kép cũng móc một mũi móc đơn. Và chân móc của mũi móc đơn bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc vuông bên cạnh. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi gặp chân móc mũi dời của cái họa tiết phía dưới này cũng móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Sau đó các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi viền được cái phần cổ áo ở đây đến chân móc kép đơn cuối cùng thì cũng móc cho mình vào cái khoảng trống này nè, cái khoảng trống của góc vuông này móc một mũi móc đơn. Móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục móc vào khoảng trống vừa móc một mũi móc đơn. Sau đó móc tiếp vào các cái chân móc còn lại ở phần bên này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì chân móc đầu tiên sẽ là chân móc của cái mũi kép đơn phía dưới nè. Đây, các bạn đo thẳng hàng lên và móc cho mình vào cái chân móc này một mũi móc đơn. Chân móc của mũi nửa kép bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Cho đến góc vuông tiếp theo. Như vậy là mình vừa viền được phần thân bên cạnh nè. Tiếp tục móc cho mình vào cái khoảng trống của cái họa tiết trang trí này, móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó móc vào khoảng trống của họa tiết phía dưới á, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Như vậy là ta đã nối được hai góc vuông của hai họa tiết này lại với nhau. Tiếp tục móc vào chân móc kế bên của cái hàng phần thân này, móc vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Các chân móc kế tiếp làm tương tự giống như cái phần lai áo. Mỗi chân móc ta sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân móc và làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc đầu tiên bên này một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc vào chân móc vừa móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ở đây mình đã tạo ra được một góc vuông ở phần thân nè làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của cái phần mình viền ở phía dưới. Móc vào đây một mũi móc đơn. Như vậy là ta đã viền được một bên của phần thân. Từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích. Bây giờ ta sẽ móc họa tiết bèo ở phần lai áo. Móc vào chân móc đầu tiên là chân móc mà mình vừa móc á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng một chân móc. khi được hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc thì ở cái phần thân này các bạn bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên này bỏ qua hai chân móc này và móc vào chân móc thứ ba móc vào đây một mũi móc đơn thì ta vừa tạo ra được họa tiết sò nè từ đây tiếp tục lên hai mũi móc xích và cũng móc vào chân móc mà mình vừa móc hai mũi kép đơn cùng một chân móc bỏ qua hai chân móc kế bên của phần thân và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn ta tạo ra được một họa tiết thứ hai tiếp tục lên hai mũi móc xích móc vào chân móc vừa móc hai mũi kép đơn cùng chân móc bỏ qua hai chân móc kế bên của phần thân và móc vào chân móc thứ ba một mũi móc đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng khi viền được phần lai áo cho đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc cuối cùng của phần lai áo một mũi móc đơn lên một mũi móc xích. Bây giờ ta sẽ tiến hành viền ở phần thân còn lại. Móc vào cho mình chân móc mình vừa móc một mũi móc đơn. Tiếp tục các chân móc kế tiếp, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc cũng giấu cho mình sẽ lên thừa vào trong mũi móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Và ở sợi len thừa của đầu dây bên này cũng móc vào trong mũi móc luôn. Đây, giấu vào trong mũi móc như thế này để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều. Khi viền được đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc mình vừa móc một mũi móc đơn để tạo một góc vuông ở đầu dây bên này. Sau đó các cái chân móc tiếp theo, mỗi chân móc ta sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân bên cạnh này cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Thì cái phần viền này các bạn cũng viền tương tự cho mình, giống như cái phần viền mà mình viền ban đầu á. Ở cái phần góc vuông này cũng móc cho mình vào hai khoảng trống ở hai góc vuông này. Móc cho đến cái đầu dây bên này. Viền tương tự cho mình giống như cái phần viền mà mình vừa viền nha. Sau khi viền được phần thân còn lại cho đến cái góc vuông có cái đoạn dây cài điều chỉnh tiếp tục móc vào cái khoảng trống này nè cái khoảng trống của cái góc vuông này móc vào đây một mũi móc đơn và móc vào chân móc đầu tiên mà ta móc viền á móc vào đây một mũi dời bây giờ ta sẽ tiến hành móc cái đoạn dây còn lại móc vào chân móc kế bên của cái phần cổ áo này nè móc vào đây một mũi dời Tiếp tục chân móc kế tiếp cũng móc một mũi dời. Chân bên cạnh cũng móc một mũi dời. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi dời vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến góc vuông bên cạnh. Mỗi chân móc móc một mũi dời vào mỗi chân móc. sau khi dời được mũi móc đến góc vuông bên cạnh thì ở đây ta có chừa ra một mũi móc xích nè các bạn móc cho mình vào cái khoảng trống này một mũi dời và từ đây ta sẽ móc lên một dây móc xích bằng với cái sợi dây móc xích mà mình móc ban đầu á một hai ba bốn năm sau khi móc được hai sợi dây móc xích bằng nhau ở phần cổ áo thì phía sau áo các bạn sẽ móc cho mình thêm một sợi dây móc xích dài để mình cài điều chỉnh ở đây các bạn sẽ luồn cho mình sợi dây móc xích này vào các cái chân móc của cái hàng ngoài cùng á để mình cài điều chỉnh ở đây thì như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu áo bikini cho bé với họa tiết vuông ở chính giữa như thế này chúc các bạn thành công